vị và các bạn, tháng 6 vừa qua, Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã trở thành địa danh thứ 7 trên cả nước, chính thức được UNESCO trao bằng công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Và có di tích được công nhận Di sản Văn hóa Thế giới thì bên cạnh vinh dự, đó còn là trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị của di tích. Vâng, và với lịch sử là hơn 600 năm, Thành Nhà Hồ chứa đựng trong nó vô vàn giá trị văn hóa và khảo cổ học quý giá. Câu hỏi làm thế nào để bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích đang đặt ra cho các cấp, ban ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương. Trong đó, công tác quảng bá hình ảnh Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ được đặc biệt chú trọng, quan tâm. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay cho thấy phần nào những thay đổi trong công tác phát triển du lịch và đẩy mạnh nâng cao nhận thức cộng đồng tại nơi đây. Đây là trang web giới thiệu về di sản văn hóa Thành Nhà Hồ. Tháng 10 vừa qua, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, sinh động cho người dân cũng như bạn bè quốc tế về Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, tỉnh Thanh Hóa đã nâng cấp website với địa chỉ www.thanhnhaho.vn. Website đăng tải đầy đủ thông tin về di sản, phục vụ khách du lịch bằng các thứ tiếng như Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài dễ khai thác sử dụng thông tin về Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ. Hiện website đã đi vào hoạt động ổn định với số lượng hàng triệu người truy cập. Với việc được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, số lượng khách tìm hiểu thông tin và tham quan di tích đã tăng lên nhanh chóng. Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Di tích Thành Nhà Hồ, 6 tháng đầu năm 2012 đã có 11.000 lượt khách tham quan so với con số 10.000 lượt của cả năm 2011. Và chính muốn đón các du khách khắp nơi trên thế giới về đây, để rồi muốn giới thiệu với người ta biết về cái vùng đất địa linh nhân kiệt, để từ đấy là có cái thêm cái niềm tự hào về quê hương đất nước mình. Từ đầu năm 2012, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư gần 22 tỷ đồng để tăng cường quảng bá, kết nối các tour du lịch Thành Nhà Hồ với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh, cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch ở di sản này. Theo đó, sẽ đa dạng hóa các sản phẩm du lịch như tham quan di tích lịch sử văn hóa, lễ hội, du lịch sinh thái. Mục tiêu là nhằm khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên, phát triển các sản phẩm du lịch, làm cơ sở xây dựng các dự án đầu tư vào khu du lịch Thành Nhà Hồ. Phấn đấu đến năm 2015, Thành Nhà Hồ sẽ là điểm đến của trên 35.000 lượt khách trong và ngoài nước. Và lấy Thành Nhà Hồ là tâm điểm với các cái di tích vệ tinh xung quanh Thành Nhà Hồ, và phải là phát triển cái loại hình du lịch phù hợp với lại cái đặc điểm của địa phương, là sẽ khai thác cái hệ thống hang động của huyện, vì huyện là có nhiều các cái hang động rất là nổi tiếng như là động Kim Sơn, động Hồ Công. Đồng thời là phát triển cái loại hình du lịch văn hóa tâm linh. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác quảng bá, phát triển du lịch, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ cũng được các cấp chính quyền địa phương quan tâm. Tại các cuộc họp của tỉnh Thanh Hóa, vấn đề bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ đi đôi với nâng cao nhận thức của cộng đồng đặc biệt được chú trọng. Theo đó, công tác quảng bá, phát triển du lịch cần có sự tham gia của người dân địa phương. Thì cái việc trước hết là tuyên truyền, cũng như làm sao đó cho chính người dân tự hào về di sản. Nhưng đồng thời với quá trình đó cũng là một cái quá trình tự nhận thức để người dân tăng cường cái việc bảo vệ cái tài sản của nhân loại, chính cái mảnh đất của họ. Theo các chuyên gia, các nhà quản lý, để phát huy được giá trị của di sản thì di sản phải sống trong lòng dân. Ở đây là phải đảm bảo cho những hộ dân trong di sản có được một cuộc sống ổn định. Theo đó, trong kế hoạch của tỉnh Thanh Hóa sẽ có một bộ phận người dân chuyển từ lao động nông nghiệp sang làm du lịch. Qua đó, nhận thức cộng đồng dân cư về giá trị của di sản sẽ được nâng lên rõ rệt. Thì tôi cho đây là một cái vấn đề cũng là vấn đề rất lớn. Chúng ta luôn luôn phải chú ý đến vấn đề dân sinh. Đấy. Thì có như thế thì di sản chúng ta mới bảo vệ được một cách nó vững bền, phải không ạ? Trong thời đoạn trước mắt cũng như trong lâu dài của chúng ta. Những giá trị quý giá mà Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ để lại đã được công nhận. Thông qua phát triển du lịch, hình ảnh di sản được biết đến không chỉ trong nước mà còn ở quốc tế.
Tuy nhiên, quan trọng hơn đó là nâng cao nhận thức cộng đồng với sự tham gia của người dân. Có như vậy, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản mới đem lại hiệu quả như mong muốn.